Tiếp tục thì hôm nay xe máy Phương Nam mình lại vừa mới về một em phải gọi là siêu đẹp. Đấy thì trước mắt mọi người đây chính là một em siêu phẩm, dòng nói gọi là dòng Honda Winner V1 150. Đó thì mình sẽ bao quát dàn ngoài trước và mình sẽ vào phần chi tiết sau. Con này thì đăng ký vào 2017 rồi nhá. Đấy, có lên cho mình là một cái quả tem áo màu sơn 3D rạp son này. Đấy, tem 93 Bình Phước này. Nhưng mà biển là biển 61 Bình Dương nhá. Đấy, Winner này. Cái này thì có được chủ trước có lên vô cho mình khá là nhiều món ăn chơi trên xe. Như là một cái cục này nọ này. Đấy, tựa như là cái cảnh cũng đổ vậy thôi. Dầu này. Đấy, một cái gáp để chân này. Đấy, mâm niếc thì khá là ok. Đăng ký biển số 61 Bình Dương B2 01854 nhá, biển số khá là ok này. Nói chung thì xe thì có phối màu là red son trắng đỏ đen nhá. Đấy. Một cái miếng rẻ xích này, Racing Boy RCB này. Khá là đẹp luôn. Cuộc nói chung dầu thắng đường sau này. Đấy, RCB luôn. Lốp con này thì khá là dày gai mọi người ạ. Đấy, một cái mâm 3D nhá. Đấy, y như màu red son luôn này. Về cái phần máy móc thì khá là êm ái tê tái lòng người luôn này. Đấy, máy móc này cực kỳ đã luôn, dàn chân dàn xi khá là đẹp nhá. Đấy, một cái quả gác ba gang titan này. Đấy, đi không lo gì hết nhá, chỉ cần việc mua và chạy thôi. Giá rất rẻ này, đèn led hai tầng luôn. Đấy, còn cái cả đèn nháy rất chưa đã mắt nhá. Đây mọi người nhìn xem này. Máy móc này. Máy móc thì gọi là không cần phải suy nghĩ được gì luôn. Xe đẹp mà giá rẻ ở đâu có, chỉ có ở cửa hàng xe máy Phương Nam mới có thôi. Còn chỗ khác thì không bao giờ có được đâu mọi nhá. Đấy mọi người nhìn xem này. Cực kỳ rẻ đã luôn. Cái này thì được chủ trước tích hợp cho mình thích xi nhan đôi cũng được nhá. Đấy, đây. Bật lên mọi người nhìn này. Thế rồi. Đấy, còn không thì xi nhan 1 vẫn được hết nhá. Đấy. Xi nhan 2 này. Ok hết rồi nhá. Đèn led thì bao sáng luôn. Mọi người nào mà chê con này không sáng mình chả biết con gì nó sáng hơn được con này nhá. Đấy, giá rất là rẻ thì mọi người nào quan tâm với cái mẫu Winner V1 màu sơn red soy in 3D này thì mọi người hãy để lại cho bên mình một cái comment đi ạ. Đấy, nhanh tay thì còn và chậm tay thì mất mọi người nhá. Đấy, rất đẹp luôn người ạ.